Xin chào mọi người. Hôm nay mình rất là vui khi được tới phòng làm việc cũng như tại nhà riêng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, nhạc sĩ với rất nhiều những ca khúc nổi tiếng như Nhật ký của mẹ, Con đường mưa và Chiếc khăn gió ấm. Hôm nay rất là may mắn khi hai vợ chồng mình có cơ hội được tới phòng nhạc với rất nhiều những chiếc cúp, những bằng khen trong suốt sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Và đừng nghe anh Trung đàn chào mọi người. Như mọi người cũng thấy, đây là cái khu vực mà gọi là tự hào nhất của Trung. Trung đã theo đuổi công việc sáng tác âm nhạc này được 20 năm rồi. Và đây tất cả là những giải thưởng của Trung đã đạt được: kỷ lục Việt Nam 300 mẹ thiếu nhi, bằng khen của thành phố Hồ Chí Minh và các cái cùng mẹ, tất cả những giải thưởng Ngày Sống Xanh hay là giải thưởng Zing Music Award. Rồi nút bạc kênh YouTube, mọi người có thể đăng ký thêm cho nó lên nút vàng. mọi người nhớ follow kênh YouTube của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, và hy vọng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sẽ có nhiều những sáng tác hay và hot hit để cho tất cả những khán giả có thể nhiều những bài hát hay hơn. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.